Fuza là một thuật ngữ hiện nay được rất là nhiều chị em mình ưa chuộng và tìm hiểu. Fuza sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc trị mụn, khiến da chúng ta láng mịn hơn, loại bỏ các đốm nâu ở trên bề mặt da, làm da chúng ta sáng hơn, giảm tình trạng nhăn và hỗ trợ thu nhỏ được lỗ chân lông. Nhưng ngược lại thì Fuza cũng khiến tình trạng sạm nám của chị em mình nhiều hơn, da bị yếu hơn này, mỏng hơn, đỏ hơn, nổi mao mạch. Một số làn da thì bị nổi mụn rất là nhiều, thậm chí là bị chảy dịch vàng. Vì thế không phải ai cũng có thể Fuza được. Và trong video ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến chị em những làn da chúng ta tuyệt đối không nên Fuza. Và chúng ta muốn Fuza, hãy tìm hiểu thật là kỹ về phương pháp này. Và trước khi bước vào phần chính của video thì đừng quên là Hương có một fanpage tên là Nguyễn Mai Hương. Tại đây Hương sẽ chia sẻ rất là nhiều những kiến thức về chăm sóc da. Chị em mình hãy ghé qua đó để kết nối cùng với Hương. Và đừng quên là ấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký kênh YouTube ở phía dưới để hàng ngày sẽ chúng ta được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Rồi vậy thì đầu tiên, Fuza là gì? Một chút ngắn gọn dành cho chị em nào đó còn chưa biết đến về cái phương pháp này. Và cũng giống như việc là chúng ta sử dụng các cái hoạt chất treatment ở trên da, thì Fuza vẫn là sử dụng các thành phần như là salicylic này, acid malic này, retinol này, đó, tất cả những hoạt chất đó ở trên bề mặt da. Tuy nhiên chúng sẽ ở nồng độ cao hơn một chút so với những sản phẩm chúng ta bôi thoa hàng ngày. Và Fuza này sẽ tác động sâu hơn vào những hàng tế bào của da, giúp chúng ta loại bỏ đi tế bào sừng này, từ đó sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc trị mụn này, trị nám da này, giảm các tình trạng như là các nếp nhăn ở trên bề mặt da. Tuy nhiên Fuza thì không chỉ có một loại, ngoài việc là có các cái thành phần khác nhau thì cũng sẽ có là Fuza tầng nông, tức là tác động vào nông ở trên hàng tế bào thôi, Fuza tầng trung và Fuza tầng sâu. Thông thường thì khi mà Fuza tại nhà sẽ chỉ nên là Fuza nông thôi, bởi vì Fuza nông này sẽ tác động vào những hàng tế bào rất là nông ở trên bề mặt da, loại bỏ tế bào sừng và hỗ trợ chúng ta tốt hơn trong quá trình chúng ta skin care hàng ngày. Còn nếu là Fuza trung và Fuza sâu thì sẽ nên tìm đến các cơ sở và các bác sĩ da liễu. Ở đây sẽ là những cái thủ thuật mà xâm lấn rất là sâu vào làn da của chúng ta. Nếu như không có sự theo dõi kỹ lưỡng ấy và chẩn đoán lâm sàng thì có thể khiến làn da chúng ta bị kích ứng nặng nề hơn và sinh ra những cái tai biến mà vĩnh viễn ở trên làn da. Và phần tiếp theo chính là những làn da nào chúng ta tuyệt đối không nên sử dụng Fuza, kể cả là Fuza nông, Fuza trung hay là Fuza sâu. Đầu tiên là những làn da mà chưa qua sử dụng treatment bao giờ cả. Có những chị em mình thậm chí còn không biết là AHA là gì, BHA là gì, retinol là gì cả, mà chúng ta lại thấy quảng cáo rằng là sau khi Fuza xong, da chúng ta bong như vậy thì da chúng ta sẽ láng mịn và đẹp hơn. Chúng ta hiểu đơn giản là Fuza vẫn là những hoạt chất như là AHA, BHA hay retinol và chúng ở nồng độ cao hơn. Vậy thì tại sao khi chúng ta còn chưa cho làm quen với cái nồng độ thấp mà chúng ta lại vội chuyển sang cái nồng độ cao? Khi đó da chúng ta khả năng kích ứng rất là cao. Và ngoài ra có nhiều chị em mình còn chưa biết về việc skincare cơ bản, chưa có những cái sản phẩm cơ bản. Chị biết rằng là tại sao sau khi Fuza xong thì nhiều làn da lại bị sạm nám nhiều hơn hay là nhạy cảm nhiều hơn, là bởi vì chúng ta chưa có phục hồi sau Fuza tốt. Thì vậy khi mà chúng ta chưa biết cách chăm sóc da cơ bản thì đừng vội làm những cái gì mạnh quá trên da. Hãy có 5 nhóm sản phẩm cơ bản dành cho các làn da này, là tẩy trang này, sữa rửa mặt này, một serum cấp ẩm như là HA, dưỡng ẩm và kem chống nắng. Sau khi làn da chúng ta đã thuần thục với 5 cái hoạt chất này rồi thì chúng ta có thể là tìm hiểu thêm về Fuza tại nhà. Làn da thứ hai không nên Fuza là không hiểu về cơ chế của Fuza. Và trước khi bước vào tìm hiểu làn da này thì đừng quên là ấn vào nút subscribe, là nút đăng ký kênh YouTube ở phía dưới chị em nha. Nhiều chị em chỉ nghĩ rằng là chúng ta cứ làm sao để da chúng ta bong ra như vậy thôi thì sau đó da chúng ta sẽ đẹp hơn, mịn hơn và trắng hơn. Và như vậy chị em mình rất dễ bị nhầm lẫn giữa việc Fuza hóa học và việc bong lột tẩy ở rượu thuốc và kem trộn. Cái việc Fuza hóa học này Hương đã chia sẻ rồi đúng không? Đó chính là một cái bong nhưng có kiểm soát, và chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ bong trong bao nhiêu ngày và sau đó chúng ta phục hồi như thế nào. Còn việc là rượu thuốc, kem trộn hay những chất lột tẩy như vậy, nó là một cái bong thứ nhất là không kiểm soát này, thứ hai là không biết chúng ta sẽ bong đến hàng tế bào thứ bao nhiêu, và sau đó thì da chúng ta sẽ bị mỏng yếu, rất dễ kích ứng. Và cái điều thứ hai này là Fuza chỉ là coi là một cái phương pháp để hỗ trợ thêm trong quá trình skincare thôi. Bình thường chúng ta sẽ có thể Fuza sau khoảng tầm là 3 đến 4 tuần một chu kỳ, chứ không thể ngày nào chúng ta cũng Fuza được. Và việc chúng ta Fuza là để da chúng ta thông thoáng hơn, loại bỏ bít tắc, loại bỏ sừng mi, và chúng ta bôi các sản phẩm skincare hàng ngày vào sẽ tăng hiệu quả hơn. Vì thế là nếu chúng ta skincare hàng ngày rồi, có đủ các hoạt chất rồi thì da chúng ta vẫn tiến triển. Nhưng nếu có thêm Fuza thì sẽ đẹp hơn, chứ không phải là Fuza là điều bắt buộc trong quá trình skincare. Và một điều nữa này,
là làn da chúng ta thì sẽ là một cái thực thể sống, do vậy sẽ luôn có tế bào già cỗi chết đi và tế bào mới sinh ra, và việc chăm sóc da của chúng ta sẽ cần phải là định kỳ. Ví dụ nếu có peel da thì nó giống như việc chúng ta skincare, vẫn phải có sự peel da định kỳ thì da chúng ta mới đẹp được. Ở đây điều Hương muốn nhấn mạnh là không phải là chỉ bong lột tẩy một lần thôi, sau đó da chúng ta sẽ đẹp vĩnh viễn chị em nha. Làn da thứ ba không nên sử dụng chính là những làn da mỏng yếu và dễ kích ứng. Những làn da mỏng yếu là như thế nào? Nghĩa là chúng ta sử dụng retinol này, AHA hay BHA bình thường trong chu trình thôi mà da chúng ta lại hay bị đỏ này, bị rát này, thậm chí là bị bong này. Thì những làn da đó chúng ta hãy học cách làm quen với những hoạt chất bình thường đã, chứ chưa nên peel da vội. Vì đơn giản là retinol khoảng tầm 0.3 đến 0.5 mà chúng ta còn chưa làm quen được. Thì khi sử dụng peel da là retinol khoảng tầm 3 đến 5% chẳng hạn thì da chúng ta rất có thể có hiện tượng là kích ứng, từ đó là sạm nám nhiều hơn. Và thực tế là những làn da mỏng yếu này chúng ta chỉ cần tập trung vào cái việc là phục hồi cho làn da, cấp bẩm cho làn da và bảo vệ da thật là tốt thôi, thì tình trạng da của trẻ mình đã khá hơn rất là nhiều. Làn da tiếp theo là những làn da hay tiếp xúc nhiều với tia UV, ánh nắng mặt trời hay là hay hoạt động ngoài trời. Cũng tương tự giống như việc chúng ta sử dụng các hoạt chất treatment ấy, thì khi chúng ta peel da xong, da chúng ta sẽ được bong một lớp tế bào mới này. Và tế bào mới này giống như cái cây chuối chúng ta lột vỏ, nó sẽ rất là mỏng yếu nếu chúng ta tiếp xúc quá nhiều với tia UV, ánh nắng mặt trời. Và nhất là ngay sau khi chúng ta peel da xong ấy, thì khả năng cao da chị em chúng ta sẽ bị sạm nám nhiều hơn. Vì vậy nếu chúng ta mà chuẩn bị đi biển này, hay chúng ta có công việc mà tiếp xúc với ngoài trời nhiều, thì chúng ta sẽ chưa nên peel da nha. Và làn da cuối cùng chính là làn da của các chị em phụ nữ đang mang thai và cho em bé bú. Khi mà chúng ta đang mang thai và cho em bé bú thì sẽ chỉ nên sử dụng những hoạt chất treatment nó ở nồng độ thấp thôi và có thể an toàn trong quá trình chúng ta thai kỳ. Với việc peel da thì nó sẽ là vừa ở nồng độ cao hơn, và sau khi peel da xong thì bắt buộc phải phục hồi kỹ lưỡng hơn. Đó, vì thế sẽ không phù hợp với đối tượng là phụ nữ đang mang thai và cho em bé bú. Và trên đây chính là chia sẻ của Hương về những làn da chúng ta không nên peel da. Vậy thì chị em hãy xem rằng mình có đang mắc phải những làn da ở phía trên hay không. Và trong quá trình skincare, gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn chị em đã lắng nghe.